Xin chào mọi người, tôi là Cường IT. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn về PowerPoint ha. Đây là phần mềm soạn trình chiếu ảnh mà chúng ta thường xài. Thì ở đây chúng tôi có một cái PowerPoint demo như sau. Ok, ở đây là tôi đã thiết kế một sẵn một cái PowerPoint như thế này. Ví dụ như khi tôi click vào cái gốc cây này thì có bông hoa nó xuất hiện này đó, và nó có lên tiếng nhạc à. Và khi tôi click vào cái con chim thì nó đó, con khỉ này đó. Đó thì kỹ thuật để làm được những cái này thì chúng ta sẽ học về, đó là phần trigger đó, đó là phần nâng cao nhất của PowerPoint. Ok, nhờ vào nó chúng ta có thể tương tác được vào tất cả các vật ở trong PowerPoint. Ở đây tôi sẽ bắt đầu làm. Ở đây chúng tôi cần nguyên liệu, đó là một cái file âm thanh ở dạng đó là wave WAV và hai cái hình ảnh ảnh gốc cây và ảnh cái bông hoa. Ta mở PowerPoint lên. Ok, chúng ta sẽ kéo cái cây vào trước. Chúng ta chỉ cần copy và bỏ nó vào thôi. Ok, chúng ta sẽ điều chỉnh cái cây này cho sao cho nó hợp lý. Rồi tiếp theo chúng ta bỏ bông hoa vào, tôi chỉ làm một phần nhỏ thôi nha. Rồi bỏ bông hoa vào đây. Rồi đây. Thì để làm trigger thì chúng ta sẽ phải đặt animation cho nó. Rồi qua phần animation đây và click vào cái bông hoa này, chúng ta chọn add animation. Ở đây chúng ta sẽ cho nó xuất hiện. Ở đây chúng ta sẽ có ba dòng entrance, có nghĩa là đồ vật nó sẽ xuất hiện. Emphasis có nghĩa là đồ vật nó sẽ nhấn mạnh lên. Exit có nghĩa là đồ vật sẽ biến mất. Còn đây là những cái đường di chuyển của nó. Thì chúng ta khi bông hoa này lúc đầu sẽ không có, tôi click vào cái gốc cây nó xuất hiện lên. Vậy thì chúng ta sẽ chọn nó là entrance, các hiệu ứng của entrance. Ở đây chúng ta sẽ chọn hiệu ứng này đi. Rồi, nó nở hoa như thế này. Ok, đó, nó nở như thế này. Thì khi chúng ta chạy chúng ta click chuột thì bông hoa nở ra thôi. Bây giờ tôi muốn click vào cái gốc cây nó mới nở. Thì ở đây chúng ta sẽ sang cái phần trigger. Bạn nào không thấy được trigger, ở đây chúng tôi xài cái Word, đó là Word 2010 à. Ở đây chúng ta sẽ vào thẻ Animation Panel và chọn chuột phải, click double vào, nó hiện cái bảng này này. Hiện cái bảng này này. Ở phần timing chúng ta click vào trigger start effect on click off. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái slide là cái cây, slide cái cây. Ở đây nếu mà chúng ta không biết được cái nào là cái cây thì chúng ta cứ chọn dần 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 là sẽ biết được thôi. Ở đây pick 5 đi. Ok, mình sẽ cho chạy thử. Đó. Nó không có biểu cái con chuột đó, nó không có biểu tượng thay đổi gì hết. Chúng ta sẽ thay đổi là cái layer của nó. Rồi chúng ta sẽ thay đổi, có thể là cái gốc cây này là tên là số 4 này. Đó, picture 4 này. Ok, khi mà đặt trigger được thì cái bàn tay của ta sẽ khác đó, như cái con chuột này nó sẽ khác đó, con chuột này đó, clip vào nó sẽ nổi bông hoa lên đó, như thế này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một tí hiệu ứng âm thanh nữa cho nó sinh động, cái bài giảng. Ở đây chúng ta sẽ sang thẻ effect. Ở sau chúng ta sẽ kéo xuống và chọn nó là order sound. Rồi một cái hộp hội thoại nó sẽ hiện ra, chúng ta sẽ chọn cái file âm thanh đó là mình sẽ mong muốn và nhấn ok thôi. Đó, nó sẽ hiện như thế này. Ok. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái thao tác là nhân nhiều cái bông hoa này ra, nhiều cái gốc cây. Ok, chúng ta chỉ cần click vào. Trước khi nhân bông hoa thì chúng ta sẽ làm cái hành làm cái kỹ thuật đó là click vào bông hoa thì bông hoa sẽ biến mất. Chúng ta sẽ rồi chúng ta click lên cái bông hoa này, chúng ta chọn bông hoa và chọn nó là animation panel tiếp này. Rồi ở đây animation chúng ta sẽ chọn nó là những hiệu ứng biến mất hay cái này. Cái này đi, cái này đi. Đó. Và lần này
chúng ta sẽ đặt trigger là cái bông hoa chứ không phải là đặt trigger là cái cây. Ở đây chúng ta sẽ click double vào và chúng ta xem bằng timing, chúng ta click vào trigger start như thế này. Cái bông hoa thì hồi nãy là cái cây là picture 4 rồi này, bông hoa thì chắc là picture 5 hay chẳng hạn, chắc vậy. Ok rồi đó, click vô là móc bông hoa ha. Đó như thế này thôi, thì khá là đơn giản ha. Cái này là trigger nó giúp cho mình là tăng khả năng sáng tạo lên ha. Mấy bạn học kỹ cái phần trigger này sẽ làm được thiên biến vạn hóa trong cái PowerPoint rất là nhiều. Chúc các bạn thành công. Tôi là Cường EIT, nhớ like, share, subscribe channel của tôi nhé.